Chào cả nhà, hôm nay mình mang hành ra trồng rồi, mình sẵn mình chia sẻ cho cả nhà coi cho vui. Rồi bây giờ hành mình cứ cắt ngang vậy nha cả nhà, rồi sau đó mình sẽ tước ra, rồi mình sẽ cắt rễ của nó đi đó. Mình cắt rễ cho nó sát như vậy để khi mình trồng á thì nó trống chỗ, đừng nó ra rễ mới nha cả nhà, cây mình nó sẽ phát triển tốt hơn. Nó cắt cho nó sát vô. Thì hành này á, là hôm qua mình đi chợ á, mình thấy người ta rao bán 15 ngàn hai bó, rồi nhiều lắm, hai bó nó to lắm cả nhà. Rồi mình mua một bó 8 ngàn ha. Rồi một bó mà nó nhiều quá mình phải mang đi trồng nè, chứ ăn đâu có hết. Rồi mình cứ lần lượt mình cắt cái rễ nó vậy ha cả nhà. Còn cái lá của nó hiện hơi mình sẽ lặt, cái nào tươi ngon bỏ tủ lạnh ăn từ từ. Hành này ở Đà Lạt hay sao á, đất đỏ không à. Rồi sau một hồi á, mình cắt được như đây gốc hành này cả nhà, rất là nhiều luôn ha. Đó, chỉ 8.000 thôi mình sẽ trồng ra một vườn hành, chia sẻ cho cả nhà coi. Rồi bây giờ mình sẽ ra vườn mình cắm hành đây. Thì đây là những chậu cây của nhà mình, thì mình trồng cây ở giữa, còn ở xung quanh thì mình sẽ ghim hành ha. Tại vì hành nó thì rễ nó là rễ cạn và là rễ chùm, nó không có tốn diện tích lắm, nên là mình cho nó ké vào những cái chậu cây này rất là tốt. Đồng thời là cái mùi hành nó tỏa ra đó, thì các loại côn trùng nó sẽ không có phá hoại cây mình ha. Có một số côn trùng nó rất là kỵ với màu mùi của mùi hành đó, nó hăng á, nó rất là ghét. Nên khi mình trồng hành nó ké vô những cái chậu cây của mình vậy thì một phần nào đó sẽ hạn chế được những cái loại côn trùng mà nó tấn công cây trồng của mình. Rồi mình cứ lần lượt mình ghim cho hết ha. Thì mình có thể tước một tới hai nhánh hành ra như vậy nè cả nhà. Trồng một nhánh nó cũng lên, mà hai nhánh thì nó cũng lên luôn, rất là dễ lên. Nó cứ cắm như vậy rồi cả nhà nhớ xiên tưới nước nha. Mình mới trồng thì một ngày mình phải tưới hai lần.